Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Thế Giới Đồng Hồ. Thì video trước mình đã review khá là chi tiết cho các bạn về cái chiếc Honor Watch GS3 rồi. Thì tiếp theo video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng chi tiết nhất của cái chiếc đồng hồ này. Và không để các bạn chờ lâu, chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu video này thôi. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ qua cho các bạn về cái chiếc đồng hồ này nha. Thì đối với chiếc đồng hồ này nó sẽ sử dụng cho mình đó là hai cái phím bấm vật lý. Thì lúc trên mình có thể là tắt và mở nguồn, và lúc dưới mình có thể bắt ra ứng dụng, và mình có thể lựa chọn cái ứng dụng nhanh ở trên cái nút này, và mình có thể thiết lập trong cài đặt. Và ở trên màn hình thì mình có thể sử dụng nút cảm ứng trên đây. Lật ra mặt sau chúng ta sẽ có cho mình đó là cái tiếp điểm sạc. Đó thì mình sẽ được tặng cái đắp sạc như vậy. Rồi mình chỉ cần đặt vào đúng cái vị trí nha. Hiện tại mình đặt như vậy là nó bị lệch nè, mình phải đặt đúng vị trí của nó thì nó mới có thể là hít vào và như vậy đó. Ngoài ra thì nó sẽ có bộ phận cảm biến ở đây, cũng như là cái loa ngoài để mình có thể đàm thoại, và cái loa mic nó sẽ nằm ở bên đây đó. Và đối với bạn nào muốn thay dây thì cũng có thể thay rất là dễ dàng bằng cái chốt khóa thông minh này. Mình có thể thay dây silicon và thay dây da vẫn đều được hóa chất ở trên đây nha. Đó, rồi rất là đơn giản. Rồi sau khi mà mình đã khởi động lên rồi thì bây giờ mình sẽ thiết lập cũng như là cài đặt kết nối với lại cái chiếc điện thoại nha. Để kết nối đồng hồ với lại điện thoại thì ở trên cái ứng dụng mình sẽ vào cửa hàng Play, mình sẽ tải giúp mình đó là ứng dụng Honor Health. Đó, thì đối với nền tảng Android thì nó sẽ có ứng dụng này, còn đối với nền tảng iOS thì mình sẽ có thể sử dụng tạm thời cái ứng dụng đó là Huawei Health. Trong thời gian sắp tới thì bên Honor sẽ phát triển cái ứng dụng này ở trên nền tảng iOS nha. Rồi sau khi mình tải xong, mình sẽ mở ứng dụng mình lên và đăng nhập tài khoản vào đây. Thì sau khi mình đăng nhập vào rồi thì nó sẽ hiển thị cái tài khoản ở trong đây cho mình luôn nha. Đó, thì nó sẽ bao gồm cho mình đó là sức khỏe nè, tập luyện nè, thiết bị và phần tôi nè. Rồi và như vậy là mình đã đăng nhập tài khoản vào xong. Đó, thì khi các bạn đăng nhập tài khoản vào thì mấy các bạn mới có thể là kết nối cái chiếc điện thoại của bạn được. Rồi sau khi mình đã tìm kiếm thiết bị xong rồi, mình sẽ bấm vào. Đó, chấp nhận trên đồng hồ. Rồi chọn ghép đôi. Cho phép. Rồi, bắt đầu. Như vậy là mình đã kết nối thành công. Đối với nền tảng iOS thì mình lưu ý bạn đó là các bạn phải vào trong phần cài đặt và cho phần Bluetooth và kết nối Bluetooth với lại đồng hồ trước. Sau đó mình mới tìm thiết bị và mình kết nối lần thứ hai, chứ không thể nào mà mình kết nối giống như vậy được nha. Rồi, đó là một số lưu ý mình muốn chia sẻ. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn về những cái tính năng ở trên cái chiếc điện thoại này. Thì ở trên chiếc điện thoại nó sẽ bao gồm cho mình phần sức khỏe. Ở đây nó sẽ hiển thị ra cái tình trạng cho mình rất là chi tiết, điển hình như là số bước đi nè. Rồi ví dụ mình đạp xe ngoài trời thì nó sẽ hiển thị cái bản đồ trên đây luôn. Đó, rất là chi tiết cho bạn luôn nha. Rồi tình trạng sức khỏe nè, giấc ngủ nè, hoặc mình có thể thêm những cái chế độ khác, điển hình như là cường độ trung bình, đếm mạnh nè. Đó, mình bấm vô dấu cộng để thêm vào, hoặc là mình bấm dấu trừ để bỏ đi. Rồi, và sau khi mà mình chọn xong, mình có thể bấm vào đây để xem nó chi tiết và cụ thể hơn. Rồi, kế bên là phần tập luyện, thì đây mình có thể sử dụng những cái tính năng ở trong đây. Đó, rồi phần thiết bị, xíu nữa mình nói sau nha. Rồi, và phần tôi thì trong đây thì mình sẽ có thể là thiết lập những cái về tình trạng sức khỏe của mình trong đây, và cũng như là cài đặt mục tiêu đó, chỉ số vân vân, đơn vị đó, mình có thể thiết lập ở trong đây. Rồi ngoài ra thì mình có những câu hỏi nào cần hỗ trợ thì có thể bấm vào đây để phản hồi. Rồi cũng như là kiểm tra bản cập nhật nè, đó mình sẽ bấm vào đây để kiểm tra. Rồi cuối cùng là phần giới thiệu. Đó thì bây giờ mình sẽ vào trong phần thiết bị. Thì trong phần thiết bị này nó sẽ có cho mình đó là cái đồng hồ mình đã kết nối nè, hoặc là các bạn muốn kết nối thêm một cái thiết bị đồng hồ khác thì bạn sẽ bấm vào dấu ba chấm này để quét cũng như thêm thiết bị khác để mình kết nối thêm. Và ở dưới là sẽ phần kho mặt đồng hồ, thì kho mặt đồng hồ này ở bên trong nó vẫn có đó, bấm vào bên trong nè, nó sẽ hiển thị cho các bạn nè đã kết nối phần trăm pin nè, số bước đi, số lượng calo, quãng đường vân vân. Rồi bây giờ mình sẽ vào trong phần kho mặt đồng hồ. Thì cá nhân mình thấy là kho mặt đồng hồ trong đây nó rất là nhiều và đa dạng. Thì ở đây mình thấy nó không có tính phí mà nó sử dụng khá là nhiều cái mặt miễn phí luôn nha. Đó, từng mục nó sẽ có những cái mặt đồng hồ khác nhau, kể cả hình động vân vân, rất là nhiều. Rồi thì bấm vào phần tôi thì các bạn sẽ có thể là thiết lập được những cái mặt mà nó cho sẵn trước ở đây.
Rồi cũng như là đối với bạn nào mà muốn sử dụng hình nền cá nhân của mình làm hình nền cho cái chiếc đồng hồ này thì các bạn sẽ bấm vô chữ album nha. Đó, bấm vô chữ album nó mới hiển thị ra. Rồi, bây giờ mình sẽ bấm vô cái dấu cộng nè. Đó, mình sẽ chọn những hình ở trong đây của mình đã cài đặt rồi. Rồi, bấm dấu tích ở trên đây, rồi chọn lưu. Các bạn có thể chọn nhiều hình vẫn được nha các bạn. Đó, thì khi các bạn chọn nhiều hình đó, các bạn có thể nhấn trên màn hình của cái chiếc đồng hồ để nó có thể thay đổi mặt rất là nhiều. Đó, rất là đẹp đúng không nào? Rồi, kế tiếp đó là về phần thời tiết. Thì mình có thể bật cái thời tiết lên để mình có thể biết được cái vị trí của mình đang ở sắp tới như thế nào. Đó, và mình có thể điều chỉnh độ C hoặc độ F tùy thích của mình luôn. Rồi, ngoài ra thì còn có phần quản lý nhạc nè. Đó, thì ở đây mình có thể là bật cái đồng hồ điều khiển nhạc. Có nghĩa là mình có thể sử dụng cái chiếc đồng hồ này của mình để mình có thể điều khiển phát nhạc ở trên cái chiếc điện thoại. Hoặc là mình có thể mình nghe nhạc offline trực tiếp ở trên cái chiếc đồng hồ luôn bằng cách lật vào phần quản lý nhạc. Và mình sẽ thêm nhạc ở trong đây. Đó, thêm nhạc ở trong cái chiếc điện thoại của mình và trong cái chiếc đồng hồ. Và chiếc đồng hồ này á, thì nó sẽ có dung lượng là 4GB. Nên các bạn là chép nhạc rất là nhiều trong đây và mình có thể sử dụng độc lập, không có cần mang theo cái chiếc điện thoại của mình vẫn đều được luôn. Đó, sử dụng khá là hay. Rồi ngoài ra thì còn có phần báo thức nè. Đó, thì mình có thể là thiết lập báo thức ở trong đây, bấm vô thêm rồi bật báo thức ở trong đây luôn. Rồi phần thông báo cũng như vậy luôn. Đó, thì phần thông báo thì mình có thể bật những cái thông báo về cái ứng dụng, ví dụ như Facebook nè, rồi Messenger nè, vân vân, khá là nhiều ở trong đây. Đó, thì mình sẽ bấm vào đây để mình bật những cái thông báo mình cần thiết. Còn nếu mình không thấy cần thiết thì mình có thể tắt đi vẫn đều được luôn. Đó. Rồi. Và đối với những bạn nào mà thường xuyên hay hỏi mình, đó là khi mà có tin nhắn thông báo tới thì cái chiếc đồng hồ nó không hiển thị cái nội dung tin nhắn, thì cái đó nó sẽ phụ thuộc vào cái ứng dụng mà các bạn sử dụng. Ví dụ như cái ứng dụng các bạn sử dụng là ứng dụng Messenger nè. Đó, hay ứng dụng Zalo gì đó mà nó không, các bạn bấm vô cài đặt. Đây, thì các bạn đã tắt cái nội dung tin nhắn đi. Có nghĩa là khi mà có tin nhắn tới á, nó sẽ không có hiển thị nội dung ở trên đây. Thì các bạn chỉ cần bấm vô cài đặt để các bạn bật lên thôi. Và kể cả những cái ứng dụng Zalo cũng như vậy. Đó, thì khi có Zalo gọi tới nè. Đó, thì các bạn sẽ bấm vô phần cài đặt nè. Rồi, bấm vô phần thông báo nè, báo tin nhắn mới và xem chiếc tin nhắn nè. Thì lúc này cái chiếc đồng hồ của mình nó mới có thể là xem được nha. Đó. Rồi, ngoài ra thì mình cũng phải vào trong phần cài đặt. Mình sẽ bật cái thông báo ở trong cái chiếc điện thoại của mình luôn. Rồi, thông báo, bật cái ứng dụng HonoHealth lên. Đây, các bạn phải bật lên thì lúc đó mình mới có thể nhận được những cái thông báo. Đó, các bạn lưu ý mình nha. Rồi ngoài ra thì còn có phần cảnh báo sức khỏe nè, mình có thể thiết lập cái chức năng khoa học nè, rồi cảnh báo ngồi lâu nè, rồi lượng oxy trong máu nè, rồi đo nhịp tim liên tục. Đó, các bạn có thể bật hết ở trên đây để mình có thể là theo dõi cái tình trạng sức khỏe của mình một cách nó hiệu quả hơn và tốt hơn. Rồi cái tiếp nữa đó là cái phần liên hệ thường xuyên. Thì đối với cái chiếc đồng hồ này á, thì mình có thể liên hệ người thân thông qua phần danh bạ nè. Đó, có thể mình gọi, bấm gọi và lập tức thì nó sẽ hỗ trợ gọi cho mình luôn thông qua cái chiếc điện thoại nữa. Đó, thì mình sẽ thêm cái số liên hệ của mình. Ở đây thì mình sẽ có thể thêm tầm khoảng 10 số. Đó, đây mình thêm cho các bạn xem. Đây, đó, thì khi mà mình thêm đủ 10 số thì ở đây nó sẽ có, không có hiển thị cái phần dấu cộng nó sáng lên nữa mà nó mờ đi nè. Đó, thì các bạn có thể thêm vào đây và lúc này nó sẽ đồng bộ vào cái chiếc đồng hồ của bạn luôn. Bạn có thể sắp xếp để cho nó lên hoặc xuống cái số nào bạn cần liên hệ trước, hoặc là bạn có thể bấm vô đây để xóa đi cái số điện thoại nào mà các bạn không cần thiết nữa. Rồi, cũng rất là tiện lợi. Ngoài ra thì còn có phần bảo vệ trình dưới nền. Đó, thì các bạn có thể chọn cái thiết bị của bạn đang sử dụng để có thể sử dụng cái đồng hồ cách tốt hơn. Rồi, nếu mà nào không biết cách sử dụng thì có thể xem cái hướng dẫn sử dụng ở trên đây luôn. Đó. Rồi, xuống dưới nữa sẽ có phần đó là cài đặt thiết bị. Thì trong đây nó sẽ có cho mình đó là phần cảnh báo kết nối Bluetooth. Có nghĩa là khi các bạn đi xa khỏi cái chiếc đồng hồ đó, ví dụ như các bạn cầm đồng hồ, các bạn đi xa khỏi cái chiếc điện thoại cũng vậy, thì nó sẽ báo cho các bạn biết là đã kết nối. Nếu mà nó xa khoảng cách quá, ví dụ như 10 mét,
thì nó sẽ báo cho bạn biết là cái chiếc đồng hồ của bạn đang bị ngắt kết nối rồi. Rồi, và ở dưới sẽ có phần là đánh thức khi giơ tay lên, có nghĩa là các bạn sẽ giơ tay để đánh thức màn hình của cái chiếc đồng hồ đó, các bạn cũng sẽ bật ở trong này luôn. Rồi nâng cấp thì ở đây mình sẽ bấm vào đây để mình cập nhật lên cũng như khôi phục cảnh gốc đó, thì mình sẽ bấm vào đây luôn. Rồi gỡ thiết bị thì đây, thì nếu mà các bạn không muốn kết nối với lại cái chiếc đồng hồ này nữa thì các bạn sẽ bấm vô phần gỡ thiết bị hiện tại để mình có thể là mình thoát cái chiếc đồng hồ của mình ra. Và đó là những tính năng ở trên cái ứng dụng điện thoại. Bây giờ mình sẽ bắt đầu qua cái những tính năng ở trên cái chiếc đồng hồ nha. Rồi thì ở trên cái chiếc đồng hồ thì nó sẽ bao gồm cho mình đây, ghi hình nền đó, như nãy mình có cài những cái hình nền cá nhân của mình á, thì mình sẽ bấm vào đây để nó thể lựa qua cái hình nền mới. Rồi thì mình có thể nhấn giữ vào màn hình chính nè để mình có thể chọn những cái hình nền khác nó đẹp hơn, kể cả hình nền động thì nó cũng có hiển thị hết ở trên đây luôn. Đây đó, khá là ok đúng không? Rồi bước từ trên xuống nó sẽ hiển thị cho mình những cái widget để mình lựa chọn nhanh, hình như là không làm phiền nè. Rồi cái hiển thị thời gian là khi mình bấm lên nó sẽ hiển thị cho mình là ngủ sau 20 phút đó, nó có nghĩa là nó cũng sáng trong khoảng thời gian mà mình đã thiết lập. Rồi thì điện thoại nè, báo thức cũng như cài đặt đó, thì mình có thể bấm nhanh ở trên đây. Bước từ giữa lên nó sẽ bao gồm cho mình đó là phần thông báo, tin nhắn cũng như là cuộc gọi hết ở trong đây. Rồi bước từ trái sang phải cũng như từ phải sang trái nó sẽ bao gồm cho mình đó là phần nhịp tim nè, để mình đo nhanh nè, rồi căng thẳng nè, rồi nhạc nè. Đó, nhạc này là mình đã chép vào trong cái chiếc đồng hồ rồi, tăng giảm trên đây. Rồi Alipay thì hiện tại chưa sử dụng ở Việt Nam nha các bạn. Rồi ngoài ra thì còn có dữ liệu thời tiết cũng như là dữ sức khỏe của mình trong đây đó. Rồi thì vào bên trong thì mình sẽ bấm ở trên đây nha, đó, để mình vào ứng dụng bên trong của cái chiếc đồng hồ này. Nó sẽ gồm cho mình đó là về phần tập luyện nè đó, thì trong phần tập luyện này nó sẽ có rất là nhiều bài tập chạy nè, các bài tập luyện nè. Thì ở đây nó sẽ có cho mình trợ lý ảo để mình có thể là theo dõi cũng như là hoạt động nó tốt hơn. Đây, cái bài tập này. Đó, nó sẽ hiển thị trợ lý ảo cho các bạn xem để mình tập nó chính xác hơn những cái bài tập của nó. Rồi, ta bấm trên đây để dừng lại và kết thúc bài tập. Rồi còn ngoài ra thì còn có những cái bài tập khác, hơn 100 chế độ luyện tập khác nhau, rất là nhiều ở trong đây để các bạn có thể lựa chọn đó. Rồi mình có thể bấm bên hông phần cài đặt nè để mình xác định luôn cái mục tiêu cũng như là thông báo nhắc đó ở trong đây luôn nha. Rồi khi bạn tập xong thì các bạn có thể xem lại nhật ký tập luyện của bạn ở trong đây. Rồi trạng thái tập luyện đó, nó sẽ hiển thị một cách rất là chi tiết. Rồi nhật ký hoạt động, rồi nhật ký cuộc gọi cũng như danh bạ, như mình nói là nếu mà có liên hệ thì nó sẽ hiển thị trên đây luôn. Rồi danh bạ là những người mà bạn có thể bấm vào đây để có thể là gọi cho người đó. Rồi ngoài ra còn có phần nhạc nè, như có nói nè. Rồi nhịp tim, giấc ngủ thì nó sẽ hiển thị một cách rất là chi tiết khi các bạn đeo vào. SpO2, căng thẳng, rồi hít thở, đó khá là chi tiết nha. Đây có phần thẻ nè, mà hiện tại thì chưa sử dụng được ở Việt Nam. Đây, rồi mở thức, đồng hồ giờ, la bàn, áp suất không khí nè, đó phần mũ biểu cũng như là cao độ kế. Thì ở đây khi bạn mà leo núi cũng như là lên những cái độ cao hoặc là xuống biển gì đó thì cái tính năng áp suất không khí rất cần thiết cho các bạn luôn nha, để bạn biết để mình điều chỉnh lại cái vấn đề mình tập luyện cho nó tốt hơn. Rồi tìm điện thoại, đèn pin và cuối cùng là phần cài đặt. Thì trong đây trong phần cài đặt nó sẽ cho mình đó là cài đặt tai nghe đó, các bạn là kết nối tai nghe để mình nghe thông qua cái chiếc đồng hồ này vẫn đều được luôn. Rồi mặt đồng hồ đây, thì đây mình có thể mình cài đặt chế độ on way on display luôn các bạn, luôn hiển thị nè đó, các bạn có thể lựa một cái đồng hồ nào các bạn muốn để sử dụng màn hình on way on display luôn đó. Rồi mặt đồng hồ thì mình có thể mình cài đặt ở trên cái chiếc điện thoại hoặc là mình có thể cài đặt nhấn vào màn hình chính để mình thay đổi luôn. Rồi màn hình và độ sáng thì đây mình có thể tăng giảm độ sáng tùy thích mình luôn đó, cao nhất là 5 và thấp nhất là 1. Rồi ngủ thì trong cái này á mình có thể thiết lập thời gian để cái đồng hồ mình nó tự tắt á, rồi có thể là thấp nhất là 10 giây và cao nhất là 20 giây nè đó.
Rồi, ngoài ra thì còn có phần bật màn hình. Như hồi nãy mình có thể bút từ trên xuống á, bật màn hình thì sau 20 phút sau nó mới tắt màn hình nha. Thì chế độ này nó cũng sẽ hơi bị happy một chút. Đó, các bạn lưu ý khi sử dụng. Rồi, âm thanh mình có thể điều chỉnh âm lượng tăng giảm trên này luôn. Đó, chế độ im lặng các bạn có thể bật lên luôn. Rồi, thông báo. Rồi, chế độ rung mình cũng có thể điều chỉnh mạnh hay nhẹ hay không rung vẫn đều được. Không làm phiền. Rồi, nút hướng xuống là cái nút ở dưới đây. Thì các bạn có thể thiết lập cái chế độ nhanh ở dưới đây. Ví dụ như các bạn muốn bấm ở dưới đây nó vô chế độ gì, ví dụ chế độ nhẹ. Đó, thì các bạn sẽ bấm để khởi động tính năng nhẹ nhanh ở dưới cái nút này. Rồi ngoài ra mình có thể thiết lập cái mật khẩu cho cái chiếc đồng hồ này vẫn được luôn. Đó, mình sẽ nhập mật khẩu trên đây để mình thiết lập. Rồi cài đặt luyện tập. Đó, thì mình có thể mình bật âm thanh báo nè, cũng như là màn hình nó luôn bật khi mà mình đang tập luyện. Rồi, bây giờ tự động phát hiện cái bài tập. Đó, mình sẽ bật hết ở trong đây nếu mà các bạn thấy cần thiết. Rồi trong phần hệ thống thì nó sẽ có phần cập nhật phần mềm, khởi động lại, tắt nguồn và ngắt kết nối, cũng như là đặt lại. Đó, cuối cùng là phần giới thiệu thôi. Thì đối với cái phần hệ thống này á, mình chia sẻ sơ cho bạn về vấn đề mà các bạn muốn kết nối giữa hai thiết bị Android và iOS. Thì đối với vấn đề mà khi bạn đã kết nối Android rồi nha, thì các bạn có thể bấm vô cái phần ngắt kết nối để mình kết nối tiếp qua cái thiết bị iOS vẫn đều được luôn. Đó, chứ không cần thiết là bạn có phải đặt lại hay reset lại cái chiếc đồng hồ này của mình. Bởi vì làm như vậy thì nó sẽ mất dữ liệu ở trên cái chiếc đồng hồ, nó cũng khá là tiếc. Đó, các bạn chỉ cần bấm vô ngắt kết nối thôi, cũng như là quên thiết bị Bluetooth ở trên cái chiếc điện thoại cũ mình đi, và mình sẽ kết nối với lại cái nền tảng khác. Rất đơn giản. Đó, thì mình sẽ bấm nhanh, ở đây nó sẽ vô ứng dụng nhẹ liền. Đó, rồi, khá là ok. Rồi bây giờ mình sẽ test tính năng cuộc gọi bình thường cho các bạn xem nha. Rồi, khi gọi tới nè, đó, chuông của đồng hồ rung luôn nè, và âm thanh của đồng hồ vẫn rung. Rồi, bấm mà nghe trên đây. Đó, tăng giảm âm lượng. Rồi, tắt mic. Đó, thì đối với những cái ứng dụng bên nền tảng iOS á, thì ứng dụng bên thứ ba thì mình vẫn có thể là nghe gọi trực tiếp thông qua ứng dụng bên thứ ba vẫn được. Còn đối với nền tảng Android thì nó chỉ hỗ trợ cho mình đó là nghe gọi trực tiếp thông qua cuộc gọi mặc định mà thôi. Đó, các bạn lưu ý giúp mình. Rồi bây giờ mình sẽ test luôn cái tin nhắn bình thường luôn. Rồi, khi có tin nhắn tới nè, đó, nó sẽ hiển thị lên cho các bạn, dùng khá rõ ràng, chữ này kia không bị lỗi phông gì hết. Đó, tuy nhiên mình không có thể trả lời được ở trên đây nha. Rồi, thì mình sẽ test luôn những tính năng Messenger. Rồi, đối với gọi Messenger nè, khi cuộc gọi tới thì ở trên đây nó cũng sẽ báo cho mình biết là cuộc gọi tới, nó không có rung lên. Rồi, thì mình gác máy. Rồi, nó sẽ báo thêm tiếp cho mình một cái nữa là có cuộc gọi nhỡ. Rồi, hiển thị từ Messenger cũng rất ok luôn. Rồi, mình sẽ test luôn nội dung tin nhắn nha. Rồi, nội dung tin nhắn cũng rất là rõ ràng nè. Xem tin nhắn dài như thế nào. Đó, tin nhắn dài cũng rất là ok luôn, không có bị trường hợp xuống dòng đột ngột các bạn. Đó, phông chữ này kia rất là đẹp. Còn riêng đối với ứng dụng Zalo á, thì mình thấy ở trên nền tảng iOS thì nó vẫn có hỗ trợ nghe gọi này kia, khá là ok. Còn ở trên cái nền tảng Android á, thì mình thấy là nó chưa có hiển thị tốt về cái ứng dụng này. Đó, hiện tại thì nó chỉ cho phép mình sẽ là sử dụng cuộc gọi mặc định nè, rồi tin nhắn Messenger cũng như là thông báo gọi Messenger mà thôi. Đối với ứng dụng Zalo thì mình thấy nó chưa được ổn lắm. Thì cái này mình nghĩ là chắc trong thời gian tới sẽ cập nhật và nó sẽ hỗ trợ tốt hơn. Và đó là tất cả những tính năng cũng như là cách sử dụng chi tiết nhất của cái chiếc đồng hồ Honor Watch GS3 mà mình muốn mang đến cho các bạn ngày hôm nay. Và hy vọng với video này có thể giúp ích cho các bạn biết cách sử dụng cái chiếc đồng hồ này của mình một cách nó chi tiết và cụ thể hơn. Và nếu bạn nào có thắc mắc cũng như câu hỏi nào về sản phẩm, có thể comment chia sẻ bên dưới. Và nếu thấy video này hay, hữu ích, có thể cho mình một like, share và subscribe kênh để xem nhiều video thú vị hơn nhé. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.